Xin chào mọi người. Hôm nay nhà thuốc Thái Dương sẽ giới thiệu tới các bạn sản phẩm Xtramen. Sản phẩm này bao gồm các thành phần chính như là chiết xuất bá bệnh, chiết xuất bạch tật lê, chiết xuất ba kích, huyết nhung hươu, keo ong xanh và chiết xuất trứng kiến đen. Nó có công dụng là hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý ở nam giới, hỗ trợ giảm chậm quá trình mãn dục nam. Đối tượng sử dụng là nam giới, trưởng thành, bị suy giảm khả năng sinh lý, mãn dục sớm, đau lưng, mỏi gối, tiểu rắt, tiểu đêm nhiều lần do thận yếu. Cách sử dụng: hòa tan một viên trong 200ml nước, đun sôi để nguội. Dùng ngay sau khi viên sủi đã được hòa tan, ngày uống một viên, uống vào buổi sáng hoặc buổi tối trước khi đi ngủ 20 phút. Các bạn có thể mua hàng trực tiếp tại nhà thuốc hoặc để lại tên, địa chỉ và số điện thoại, nhà thuốc sẽ gửi hàng cho các bạn. Số điện thoại liên hệ đặt hàng là 0945 091 489. Cảm ơn các bạn đã theo dõi các video của nhà thuốc. Xin chào và hẹn gặp lại.